Chào mừng các sinh quay trở lại với kênh Học Toán Online. Trong video hôm nay, chúng ta tiếp tục học môn Toán lớp 7 sách Cánh Diều qua sách bài tập chương 6 bài 5 tiết 4. Ở đây các em có thể theo dõi toàn bộ video về chương trình môn Toán lớp 7 được thầy giáo đặt trong phần danh sách phát ở cuối video này. Rồi, trong video hôm nay các em sang bài tập 48. Tìm n thuộc z để 2n bình phương trừ n chia hết cho n cộng 1. Trước hết là các em sẽ đặt tính và thực hiện phép chia này. Đầu tiên là các em nhớ không có phép chia cho số 0. Cho nên n cộng 1 phải khác 0. Điều kiện là n cộng 1 phải khác 0. Có nghĩa là các em tìm được n bằng bao nhiêu nhưng phải thỏa mãn điều kiện là n cộng 1 phải khác không? Rồi, trước hết là ta có các em đặt tính và thực hiện phép chia này. Phép chia đa thức cho đa thức thì chúng ta đã học rất là kỹ ở các video trước rồi. Em nào vẫn chưa nắm được thì các em có thể xem lại các video trước nha. Rồi, đầu tiên là các em lấy đơn thức có bậc cao nhất chia cho đơn thức có bậc cao nhất. 2n mũ 2 chia cho n bằng 2n. 2n nhân 1 bằng 2n. Mũ 1 các em viết thẳng cột với mũ 1. 2n nhân n bằng 2n mũ 2. Mũ 2 viết thẳng cột với mũ 2. Nhân xong rồi, bây giờ chúng ta trừ đi nhau. 2n mũ 2 trừ đi 2n mũ 2. Hai thành phần nó giống nhau thì trừ đi nhau bằng 0. Bằng 0 thì các em không cần phải viết. Tiếp theo, cái chỗ này các em nhớ là âm n nha. Trừ đi 2n. Được chưa? Trừ đi 2n. Âm n các em hiểu là âm 1n. Âm 1 trừ 2 bằng âm 3. Âm 3n. Rồi, chúng ta lại tiếp tục chia. Lấy âm 3n chia cho n bằng âm 3. Âm 3 nhân 1 bằng âm 3. Ở trên nó không có hệ số tự do thì âm 3 các em phải viết ra khoảng trống như thế này. Âm 3 nhân n bằng âm 3n. Bây giờ các em trừ đi. Âm 3n trừ âm 3n bằng 0. Chỗ này các em hiểu là ở trên là 0. 0 trừ đi. Trừ đi âm 3 nha. Trừ của trừ thành cộng, như vậy bằng 0 cộng 3. 0 cộng 3 bằng 3. Được chưa? Như vậy âm 2n mũ 2 trừ n chia cho n cộng 1 bằng 2n trừ 3 và dư 3. Tạm thời là ở đây là dư 3, đúng không? Để 2n bình phương trừ n chia hết cho n cộng 1 thì cái số 3 này nó phải chia hết cho n cộng 1, đúng không? Bây giờ nếu các em thực hiện tiếp phép chia thì 3 nó phải chia hết cho n cộng 1 thì phép chia này mới được gọi là phép chia hết, đúng không? Vậy để 2n bình phương trừ n chia hết cho n cộng 1 thì cái số 3 này nó phải chia hết cho n cộng 1, đúng không? Thì 3 phải chia hết cho n cộng 1. Có nghĩa là n cộng 1 nó phải là ước của 3. N cộng 1 phải là ước của 3. Mà ước của 3 thì chỉ có thể là cộng trừ 1 và cộng trừ 3, đúng không? Ước của 3 là âm 1 này, 1 này, âm 3 này, 3, đúng không? Vậy suy ra n cộng 1 nó thuộc cái tập hợp gồm các phần tử âm 3, âm 1, 1, 3. Được chưa? Đây là các ước của 3. Rồi, đến đây thì các em sẽ lập bảng n cộng 1 bằng âm 3 thì n bằng bao nhiêu? N cộng 1 bằng âm 1
thì n bằng bao nhiêu? N cộng 1 bằng 1 thì n bằng bao nhiêu? Và n cộng 1 bằng 3 thì n bằng bao nhiêu? Các em lập bảng ra, chúng ta thống kê. Vì n thuộc z cho nên ta có bảng sau. N cộng 1 và n. Rồi, trước hết là n cộng 1 bằng âm 3 thì n bằng bao nhiêu? À, các em cho n cộng 1 bằng âm 3. Các em tính ra giấy nháp xong các em viết vào bảng. N cộng 1 bằng âm 3. Muốn tìm n thì các em chuyển 1 sang vế bên phải. Các em nhớ khi chuyển vế thì phải đổi dấu. Dương 1 chuyển sang vế bên phải thành âm 1, đúng không? Trừ 3 này, sau đó lại trừ đi 1 tiếp này. Dương 1 chuyển sang vế bên phải thành âm 1. Âm 3 trừ đi 1 bằng âm 4. Ta tìm được n bằng âm 4. Được chưa? Tiếp theo, n cộng 1 bằng âm 1. Làm tương tự, ta tìm được n bằng âm 2. N cộng 1 bằng 1, ta tìm được n bằng 0. N cộng 1 bằng 3, ta tìm được n bằng 2. Vậy n nó thuộc cái tập hợp gồm các phần tử âm 4, âm 2, 0, 2. Được chưa? Và các giá trị này đều thỏa mãn n cộng 1 khác 0, đúng không? N cộng 1 bằng âm 3, âm 1, 1, 3. Thì những số này là những số khác 0 rồi, thỏa mãn rồi. Được chưa? Vậy đây là những giá trị của n mà chúng ta cần tìm. Tiếp theo là các em sang bài tập 49. Một mảnh đất có dạng hình thang vuông với đáy bé là 10m, chiều cao là 2x cộng 5m. Rồi các em quan sát mảnh đất có dạng hình thang vuông, đó chính là mảnh đất AMCD. Các em nhớ hình thang vuông là hình có một cạnh bên trùng với đường cao của nó, trùng với chiều cao của nó. Cụ thể ở đây AD là một cạnh bên, đồng thời nó cũng là chiều cao của cái hình thang này. Đáy bé là AM bằng 10m, chiều cao AD là 2x cộng 5m. Người ta mở rộng mảnh đất đó để được mảnh đất có dạng hình chữ nhật như hình 6. Ở đây người ta mở rộng thêm cái phần màu xám này thì chúng ta được hình chữ nhật là ABCD. Biết diện tích của phần đất mở rộng, tức là cái phần màu xám tô đậm này, là 6x bình phương cộng 13x trừ 5m². Tính diện tích của mảnh đất lúc ban đầu, tức là các em tính diện tích của mảnh đất hình thang AMCD, hay nói cách khác chính là mảnh đất màu hồng này. Các em nhớ lại cách tính diện tích của hình thang. Muốn tính diện tích của hình thang, ta lấy đáy bé cộng đáy lớn được bao nhiêu nhân với chiều cao, sau đó lấy kết quả chia cho 2. Và các em nhớ đáy bé, đáy lớn và chiều cao là phải cùng đơn vị đo. Ở đây chúng ta biết chiều cao của hình thang là AD bằng 2x cộng 5m. Đáy bé là AM bằng 10m. Đáy lớn là DC chưa biết. Vậy muốn tính được diện tích của cái mảnh đất màu hồng này thì các em phải tính được DC bằng bao nhiêu? Ta biết DC thì nó bằng AB, đúng không? DC bằng AB. AB bằng AM cộng với MB. AM biết rồi, MB chưa biết. Vậy các em phải tính MB. Để tính MB các em làm như thế nào? À, các em dựa vào diện tích của cái hình tam giác màu xám này. Vì AB, CD là hình chữ nhật, cho nên góc B này là góc vuông. Tức là tam giác BMC là tam giác vuông. Muốn tính diện tích của tam giác vuông, chúng ta làm như thế nào? Diện tích của tam giác vuông BMC bằng, các em lấy độ dài của hai cạnh góc vuông nhân với nhau
rồi chia cho 2. Tức là ta lấy BM nhân BC rồi chia cho 2. Rồi chúng ta thấy BM nhân BC chia 2 thì bằng diện tích tam giác. Vậy không chia 2 thì nó sẽ gấp đôi diện tích tam giác. Có đúng không? Tức là BM nhân BC không chia cho 2 thì nó sẽ gấp đôi diện tích tam giác. Từ đây các em suy ra BM bằng 2 lần diện tích tam giác chia cho BC. Rồi, như vậy diện tích tam giác BMC các em biết rồi. Nó bằng cái này. 2 nhân với diện tích tam giác thì sẽ bằng 2 nhân với cái đa thức này. Được chưa? Sau đó chia cho BC. BC thì nó bằng AD. Được chưa? BC thì nó bằng AD. Và nó bằng 2x cộng 5. Các em hình dung được chưa? Rồi các em nhân 2 vào. 2 nhân 6 bằng 12. 12x bình phương. 2 nhân 13 bằng 26. 26x. 2 nhân âm 5 bằng âm 10. Trừ đi 10. Chia cho 2x cộng 5. Bây giờ các em đặt tính và thực hiện phép chia này. Để xem là BM nó bằng bao nhiêu. Đến bây giờ thì các em rất là thành thục phép chia đa thức cho đa thức rồi đúng không? Rồi, lấy đơn thức bậc cao nhất chia cho đơn thức bậc cao nhất. 12x mũ 2 chia 2x bằng 6x. 6x nhân 5 bằng 30x. 6x nhân 2x bằng 12x mũ 2. Trừ đi. Hai cái này giống nhau trừ đi nhau bằng 0. 26x trừ 30x. 26 trừ 30 bằng âm 4. Âm 4x. Âm 10 hạ xuống. Các em tiếp tục chia. Lấy âm 4x chia 2x bằng âm 2. Âm 2 nhân 5 bằng âm 10. Âm 2 nhân 2x bằng âm 4x. Rồi các em trừ đi. Rồi hai cái này nó giống nhau thì trừ đi nhau bằng 0. Vậy các em kết luận là BM bằng 6x trừ 2 và đơn vị là mét. Rồi BM các em biết rồi đúng không? BM bằng 6x trừ 2. AM bằng 10. Vậy suy ra DC nó bằng AB và bằng AM cộng MB. AM cộng MB. AM bằng 10. Cộng MB là 6x trừ 2. Bằng 6x. 10 trừ 2 bằng 8. 6x cộng 8 mét. Đến đây thì chúng ta tính được diện tích của mảnh đất ban đầu là. Mảnh đất ban đầu chính là hình thang AMCD. Các em lấy đáy bé là 10. Cộng với đáy lớn là 6x cộng 8. Đúng không? 6x cộng 8. Đáy bé cộng đáy lớn được bao nhiêu nhân với chiều cao? Tức là nhân với 2x cộng 5. Rồi sau đó chia cho 2. 10 cộng 6x cộng 8 thì đây chính là đáy bé cộng đáy lớn. Nhân với chiều cao là 2x cộng 5. Kết quả bằng bao nhiêu chia cho 2? Rồi các em tính xem bằng bao nhiêu. Các em nên thực hiện phép tính này ra giấy nháp. Được kết quả bao nhiêu thì các em viết vào đây thôi. Cho bài làm nó gọn. Rồi bây giờ chúng ta nháp nha. Đây là nháp này. Ở trên này. Nhân đa thức với đa thức này. Các em lấy 10 nhân với đa thức thứ 2 này. Cộng với 6x. Nhân với đa thức thứ 2 này. Cộng với 8 nhân với đa thức thứ 2 này. Rồi chia cho 2. Bây giờ các em chia luôn. Lấy hệ số chia luôn. 10 chia 2 bằng 5. Như vậy là 5 nhân 2x cộng 5. 6 chia 2 bằng 3. Như vậy là cộng với 3. 3x nhân 2x cộng 5. 8 chia 2 bằng 4. Như vậy là cộng với 4 nhân 2x cộng 5. Rồi. 5 x 2 bằng 10, 10x. 5 x 5 bằng 25. 3 x 2 bằng 6, 6x mũ 2. 3 x 5 bằng 15, 15x.
4 nhân 2 bằng 8, 8x, 4 nhân 5 bằng 20. Các em sắp xếp này, 6x mũ 2 này, 10x, 15x, 8x. Các em nhóm vào một nhóm. Hệ số tự do nhóm vào một nhóm, 25 cộng 20. 6x mũ 2, 10 cộng 15 cộng 8 bằng bao nhiêu? 33, 33x, 25 cộng 20 bằng 45. Thì đây chính là kết quả cuối cùng. Các em sẽ viết vào. Rồi, các em viết vào đây là xong. 6x mũ 2 cộng 33x cộng với 45. Và diện tích ở đây là có đơn vị là mét vuông. Được chưa? Mét vuông. Rồi, như vậy là bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào và chúc em học tốt.